Thưa quý vị và các bạn, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ đã đòi hỏi các quốc gia, các địa phương phải xây dựng chính quyền điện tử và tiến tới xu thế chính quyền số. Bám sát chủ trương này, trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang đã tích cực hợp tác với các tập đoàn viễn thông triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trên rất nhiều lĩnh vực. Việc đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin của những tập đoàn viễn thông đã đáp ứng được nhu cầu phát triển của tỉnh. Cách đây hơn 5 năm, tỉnh Bắc Giang và VNPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin với 4 nội dung lĩnh vực chủ yếu. Từ sự hợp tác này, nhiều ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ giải pháp công nghệ thông minh được triển khai thực hiện. Năm 2019, VNPT xây dựng cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang, thống nhất tập trung công nghệ, bao gồm một cổng thông tin điện tử của ban tỉnh, kết nối với 40 cổng thành phần của Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ban ngành. Năm 2020, VNPT triển khai hệ thống thông tin báo cáo trên toàn tỉnh, quy mô liên thông 3 cấp tỉnh, huyện, xã có kết nối với cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Ngoài ra, VNPT còn triển khai các hệ thống phần mềm chuyên ngành nổi bật. Bắc Giang là một trong những địa phương sớm đầu tư và đưa vào hoạt động trung tâm phục vụ hành chính công nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tại đây, VNPT đã hỗ trợ ứng dụng, cung cấp giải pháp tổng đài nội bộ thông minh cho trung tâm. Hai cái hệ thống mà đang được đánh giá rất là cao. Thứ nhất là cái tổng đài. Thế khi gọi đến thì tổng đài sẽ tự chuyển đến các cái quầy của các cái sở ngành. Thế và công dân có nhu cầu hỏi về thủ tục hành chính, có nhu cầu về hỏi về các cái quy định chính và kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì đều được các cái sở ngành trả lời một cách nhanh nhất. Cái thứ hai thì VNPT cũng đã rất là tích cực phối hợp chúng tôi để mà triển khai cái nền tảng thanh toán từ cổng dịch vụ công quốc gia liên thông với lại cái cổng dịch vụ công của tỉnh. Thế và bên cạnh đó thì VNPT cũng đang phối hợp với chúng tôi để triển khai cái biên lai điện tử và hóa đơn điện tử để phục vụ cho cái việc thu phí và lệ phí tại trung tâm. Thời gian qua, các giải pháp về công nghệ tiên tiến của VNPT đã được và triển khai mạnh mẽ tại nhiều sở ngành địa phương của tỉnh Bắc Giang và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như quản lý hành chính, điều hành, thuế, truy xuất nguồn gốc nông sản, giáo dục, y tế, giao thông và nhiều lĩnh vực khác. Ban dân tộc chúng tôi triển khai cái xây dựng cái hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc. Đấy, sau khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng ấy thì đã giúp cho đơn vị các cái điều kiện để triển khai thực hiện tốt cái quyết định số 02 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt cái đề án điều tra kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số. Và thứ hai là cũng giúp cho cái đơn vị là cái hệ thống cái báo cáo liên thông 3 cấp từ huyện từ xã đến huyện và đến tỉnh, và cũng tạo điều kiện cho các người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để tìm hiểu cái thông tin về công tác dân tộc và cái thực trạng kinh tế xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số. Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch đã phối hợp với lại tập đoàn dịch vụ bưu chính viễn thông của Bắc Giang xây dựng cái cổng du lịch thông minh. Thì cổng du lịch thông minh này đó là một cái ứng dụng hết sức là quan trọng, đáp ứng được cái nhu cầu thứ nhất là đối với du khách du lịch, thì đáp ứng cho những cái nhu cầu của du khách tìm hiểu các di tích lịch sử văn hóa của địa phương, các điểm đến, các cái nhà hàng khách sạn và các dịch vụ cho du lịch. Cái thứ hai là đáp ứng được cho các doanh nghiệp dễ dàng quảng bá những cái dịch vụ, những sản phẩm của mình. Cái thứ ba là giúp cho cơ quan quản lý nhà nước dễ dàng nắm bắt được những thông tin, những nhu cầu của du khách trong thời gian tới, cũng như là những cái dịch vụ của các doanh nghiệp, những cái sản phẩm của du lịch. Sự hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang và VNPT trong 5 năm qua đã góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ, ấn tượng của tỉnh Bắc Giang. Việc đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin của VNPT đã đáp ứng được nhu cầu phát triển của tỉnh Bắc Giang, tạo tiền đề rất lớn trong việc xây dựng thành công chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số và xây dựng đô thị thông minh.